Chào các bạn, chào các em thân mến. Thì trong kênh của thầy đã có một số đề cương thầy đã giải rồi, nhưng mà cái đề cương này là đề cương theo yêu cầu của em. Thì trong video này thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái đề cương ôn tập học kỳ 1 môn lý 11. Đây là video cuối cùng của môn lý. Thầy sẽ chuẩn bị cho học kỳ 2 cho các em nhé. Đề cương này gồm có 4 trang, khoảng năm mấy câu trắc nghiệm đó các em và khoảng 6 câu tự luận. Câu 1: chuyển động nào sau đây được xem như là dao động ha? Chiếc võng đang đung đưa chiếc võng đang đung đưa có nghĩa là nó đung đưa xung quanh một vị trí đặc biệt, được xem như là một cái dao động nha. Các em chọn A luôn. Còn cánh quạt đang quay á, là chuyển động tròn rồi không? Chuyển động tròn. Một người đang ngồi viết thì rõ ràng không phải là dao động rồi, không phải là chuyển động. Chim bay đường cũng vậy. Câu số 2: trường hợp nào sau đây tạo ra dao động? Trường hợp nào sau đây tạo ra dao động? Kén chiếc vòng một đoạn nhỏ rồi thả nhẹ, kéo chứ ha, kéo vật nặng trên võng ha. Kéo vật nặng trên võng giữ bằng một lực không đổi, đặt thêm vật nặng lên chiếc võng, nâng thẳng đứng vật nặng lên trên võng bằng lực không đổi. Ở đây trường hợp tạo ra dao động nha. Kéo vật nặng trên võng giữ bằng một lực không đổi, còn kéo chiếc võng một đoạn nhỏ rồi thả nhẹ. Đây câu A là câu phù hợp này các em. Chúng ta kéo ra một đoạn nhỏ rồi chúng ta thả nhẹ thì lúc này nó sẽ dao động đúng không? Còn này giữ rồi, giữ thì không có thả ra rồi. Đặt thêm vật nặng lên võng mà không cho kích thích dao động thì cũng không được. Câu số 3: một chiếc võng đang đung đưa, chu kỳ dao động của chiếc võng cũng được xác định là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp chiếc võng qua vị trí cân bằng cùng chiều. Nếu mà qua thì vị trí cân bằng cùng chiều cũng hợp lý đấy. Giữa hai lần liên tiếp chiếc võng qua vị trí cân bằng cùng chiều. Ví dụ như đây là lần đầu tiên đi qua vị trí cân bằng theo chiều này. Chiều âm đi, biên âm. Đây biên dương. Nó đi qua đây. Về lại lúc này, đến đây là ngược chiều, không tính nha. Qua đây về lại. Rồi, hợp lý. Hai lần liên tiếp qua vị trí cân bằng. Mà nó sẽ là hai lần liên tiếp qua vị trí cân bằng cùng chiều. Là một chu kỳ. Đây là câu B luôn ha, câu A luôn ha, câu A đúng không các em? Câu 4: đồ thị lý độ thời gian của một chất điểm dao động điều hòa có dạng. Đồ thị của nó là một dạng hình sin. Chắc cái trắc nghiệm này chắc là toàn là câu A quá. Thầy mới in ra đâu. Thầy giải cho một cái em học sinh yêu cầu. Cũng như những cái đề thi giữa kỳ cũng vậy. Em nào có đề cương á, thì gửi cho qua mail cho thầy nha. Để mà thầy mà sắp xếp được thời gian thầy sẽ giải cho các em đề cương để các em ôn tập để kết quả tốt ha. Câu 5: đồ thị vận tốc. Đồ thị vận tốc là độ của chất điểm dao động điều hòa có dạng. Tóm lại đồ thị vận tốc á, của một dao động điều hòa của một chất điểm á, thì nó có dạng như thế nào? Đồ thị vận tốc nó cũng là một hình sin luôn các em. Hình sin luôn ha. Một con lắc lò xo thẳng đứng với đầu trên cố định tại vị trí cân bằng, lò xo giãn 3 xăng, nâng vật nặng thẳng đứng lên trên thì lò xo bị nén 1 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động điều hòa thì biên độ bằng bao nhiêu? Nó giãn 3 xăng là độ giãn thôi, delta L là ban đầu thôi. Vấn đề chúng ta nâng kích thích này, từ ở vị trí cân bằng nó giãn 3 xăng đó, người ta nâng thẳng đứng lên trên để lò xo bị nén 1 xăng. Nén 1 xăng lúc này nó sẽ cách vị trí cân bằng là 4 xăng nha. Tại vì các em hiểu rằng đây là vị lò xo tự nhiên này. Khi mà chúng ta cho nó treo vật nặng vào thì nó giãn ra 3 xăng. Thì đây chính là vị trí cân bằng. Nhưng mà chúng ta nâng lên đến vị trí là 4 xăng thả nhẹ, nghĩa là nó bị nén 1 xăng đó. Đúng không các em? Thì vị trí này là coi như là thầy đặt vị trí biên âm đi. Chiều dương xuống đi. Đó, vậy là biên độ chính là khúc này này, là 4 cm nha. Không phải là 1 xăng đâu nha các em nha. 4 cm.
7, câu 8 không thấy mà qua câu 9 rồi. Cái đề cương này bạn học sinh nó gửi cho thầy thì thầy cũng chưa kiểm tra, thầy lấy thầy giải luôn. Để nó là một số câu nó bị khuyết thiếu này kìa. Thầy qua câu 9 nha. Khi nói về dao động tắt dần, phép biểu nào sau đây đúng ha? Dao động tắt dần thì chắc chắn là biên độ phải giảm dần theo thời gian, hay là cơ năng hay năng lượng sẽ giảm dần ha. Các em chọn câu A, do có lực cản môi trường hoặc là lực ma sát. Một cái vật dao động cưỡng bức với tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn F bằng 2 cos 5 pt, vật dao động với chu kỳ là bao nhiêu? Thì em nhìn nè, nhớ là dao động cưỡng bức với tác dụng ngoại lực này này với chu kỳ bao nhiêu. Thì khi mà cái dao động cưỡng bức mà ổn định á, với biên độ A không đổi á, thì lúc này chu kỳ của cái hệ dao động nó bằng chu kỳ của ngoại lực. Ở đây chúng ta có chu kỳ T này, nó bằng 2 pi chia omega 5 pi nha. Thì bằng 2 chia 5 là được 2 chia 5 được 0.4 ha. Bằng 0.4 giây, vậy là chu kỳ của dao động này cũng 0.4 giây luôn nha. Câu 11. Sóng trên mặt nước và sóng âm truyền trong không khí có đặc điểm chung là gì? Sóng trên mặt nước và sóng âm trong không khí. Sóng trên mặt nước và sóng âm truyền trong không khí có chung đặc điểm là sóng cơ ha. Sóng trên mặt nước là sóng ngang, còn sóng âm không khí là sóng dọc. Nó đều là sóng cơ ha. Một chính xác. 12. Một người áp tai vào tường ray, vào đường ray tàu hỏa, nghe thấy tiếng búa gõ vào đường ray cách đó 1 km. Sau khoảng 2.83 giây thì người đó lại nghe tiếng búa gõ truyền qua không khí. Tốc độ truyền âm trong thép làm đường ray là bao nhiêu? Thì ở đây là chắc chắn là tốc độ truyền âm trong thép nó phải lớn hơn, tại vì chúng ta nghe cái tiếng tàu hỏa trước, sau đó ta mới nghe trong không khí nha. Và đường ray cách là 1 km, sau thời gian là 2.83 giây thì người đó mới nghe tiếng gõ qua không khí. Tính tốc độ truyền âm trong thép. Bây giờ các em dựa vào cái thời gian thì đặt T1 á, T trong không khí là TK nha. Thời gian thì bằng quãng đường chia vận tốc. Quãng đường là 1 km ha. Quãng đường thì ghi là S đi. Chi vận tốc trong không khí là VK. Tiếp tục T là T trong thép ha, là TT. Cũng bằng quãng đường chia cho V là V thép. Lúc này các em thấy rằng á, là chúng ta sẽ là lấy cái T2, lấy cái T không khí trừ cho TT này nè. Nó sẽ bằng là hai này bằng 0.283 nha. Vậy thầy có được cái T không khí này nó dài hơn, ngay sau mà trừ cho T trong thép này sẽ bằng 2.83. Nghĩa lấy cái này trừ này nha, cái này trừ này. Mà T không khí mình tính được rồi thì mình tính luôn đi ha. Bằng 1000m, quãng đường là 1000m chia cho 330 luôn đi. Để mình chuyển qua cho nhanh. Thì đó mình sẽ có được cái T trong thép. Thì em chuyển qua lấy T không khí trừ cho 2.83. T không khí là bao nhiêu? T không khí là bằng 1000 chia cho 2.83. 1000 chia cho 330 chứ. 330 là được cái thời gian. Thời gian này thời gian truyền trong không khí này. Chúng ta trừ đi 2.83 trừ 2.83 thì em ra được cái thời gian là 0.2 giây nha. Vậy là chúng ta có được là 0.2 giây. Thầy có được cái thời gian rồi thì thầy tính được là cái vận tốc. Cái vận tốc trong thép thì bằng quãng đường chia thời gian. Quãng đường là 1000 mét chia thời gian là 0.2. Vết 2 là khoảng 2000 đó. Lấy 1000 chia cho cái này. 4992. Ok, em chọn câu A. 4992 mét trên giây. 13. Một sóng cơ có tần số F truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng là V, bước sóng là lambda, hệ thức nào đúng? Thì chúng ta nhớ là vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian. Quãng đường truyền sóng trong một chu kỳ T là bằng lambda chia thời gian là T.
Vậy là cái V nó bằng lambda chia T, ha, lambda chia T hoặc là bằng lambda nhân F nha, tại vì 1 trên T thì bằng F. Lambda nhân F kem chuẩn của A. Câu 14. Một cái nguồn dao động tại điểm O trên mặt chất lỏng nằm ngang phát ra dao động điều hòa theo phương trình như sau. A là biên độ sóng, omega tần số sóng. Sóng do nguồn này dao động tạo ra trên mặt nước có sóng lambda đến điểm M cách O một đoạn là x. Coi biên độ sóng, vận tốc sóng không đổi khi truyền đi. Em viết phương trình tại M. Đây là nguồn O này. Sóng nó sẽ truyền đến một cái điểm là điểm M cách O một đoạn là x. Thì lúc này sóng tại M này nó chậm pha hơn. Tại O là một đoạn là một cái góc là 2bx chia lambda. Do đó nó có dạng là A nhân cos omega t này trừ đi này 2bx chia lambda. Đó, các em nhớ nha, 2bx chia lambda chính là nó chậm pha hơn, nó dao động sâu nguồn. Do nó chậm pha hơn. Một cái góc là 2bx chia lambda. Câu A. Câu 15. Sóng có chu kỳ là 0,125 giây thì tần số là bao nhiêu? Tần số thì bằng 1 trên T thôi. 0,75 là 1/8 này, nghịch đảo là 1/8 Hz. Câu A luôn. Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc là 1500. Bước sóng của sóng này trong nước là bao nhiêu? Các em tính bước sóng. Vận tốc thì bằng lambda nhân F. Suy ra lambda sẽ bằng gì? Lambda sẽ bằng lấy V chia cho F. V chia F. Vận tốc là 1500 chia cho F là 200 bằng 15 chia 2 được 7,5. Vậy là 7,5 mét ha. Bước sóng là 7,5 mét. 7,5 mét. 1500 chia 200 7,5 mét. OK. Câu 17, để phân loại sóng ngang hay sóng dọc thì người ta căn cứ vào. Mình sẽ có trùng với câu nãy rồi. Để phân loại sóng ngang và sóng dọc thì người ta căn cứ vào cái phương dao động của cái phần tử vật chất á. À, chúng ta căn cứ vào cái phương dao động, à, phương dao động và phương truyền sóng nó như thế nào nha. Nếu phương dao động mà vuông góc với phương truyền sóng thì sóng ngang, còn phương dao động của phần tử mà dọc theo phương truyền sóng thì gọi là sóng dọc. 18. Khi nói về sóng điện từ, phép biểu nào sai? Sóng điện từ chỉ lan truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi là sai, tại vì sóng điện từ nó có thể lan truyền trong chân không. 19. Để quan sát hiện tượng giao thoa ánh sáng thì hai nguồn sóng đó phải thỏa mãn điều kiện nào? Giao thoa ánh sáng. Để quan sát được hiện tượng giao thoa ánh sáng thì hai nguồn đó phải là thỏa mãn điều kiện nào? Giao thoa. Hai nguồn đó là phải hai nguồn kết hợp đúng không? Hai nguồn này phải cùng gì? Cùng pha, ngược pha. Giao thoa ánh sáng là hai nguồn người ta phải đặt là khoảng cách giữa hai khe đó. Hai khe này chắc chắn là phải là cùng pha rồi, tại vì chúng ta chiếu sáng qua hai khe mà, thì hai khe này coi như là hai khe kết hợp, hai khe này phải đồng pha. Còn bước sóng ánh sáng thì người ta chiếu vào rồi, cũng không quan tâm đến ánh sáng, cũng không quan tâm đến cái tần số, chúng ta chỉ chú ý đến cùng pha là được ha, cùng pha nha. Câu A phải cùng pha. Câu 20. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nếu khe gioăng được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc màu cam thì vân trung tâm chính là cái vân gì? Tại vì nó là ánh sáng đơn sắc, chiếu vào ánh sáng đơn sắc màu gì thì đó, thì tại vân trung tâm chính là cái vân sáng đơn sắc màu đó ha, cũng là màu cam thôi. Còn khi nào mà có hai hay nhiều vân mà nó chồng lên nhau thì nó mới khác. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng thì nếu chúng ta nếu thay khe gioăng với khoảng cách giữa hai khe lớn hơn thì khoảng vân thu được trên màn sẽ như thế nào? Khoảng cách giữa hai khe lớn hơn chúng ta có là khoảng vân y á, thì bằng lambda nhân d chia a. A là khoảng cách giữa hai khe. Nếu mà cái khoảng cách giữa hai khe lớn hơn tăng lên á thì khoảng vân phải giảm xuống nha. Khoảng vân phải giảm xuống câu A luôn. 12. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nếu dịch chuyển màn quan sát lại gần hai khe một đoạn AD thì sẽ khoảng vân sẽ như thế nào? Rằng từ công thức trên, nếu mà chúng ta dịch chuyển màn quan sát lại gần thì chứng tỏ là cái D nó giảm xuống, mà cái D giảm xuống thì Y nó cũng giảm, tại vì Y và D tỷ lệ thuận với nhau, cái đó là khoảng quang nó sẽ giảm xuống đúng không.
Câu 23. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa của hai sóng ánh sáng thì ta thu được cái gì? Các vân sáng và vân tối sẽ xen kẽ thì vân trung tâm phải là vân sáng. Các vân sáng, vân tối xen kẽ nhau, giống như là cực đại, cực tiểu giao thoa đó các em, xen kẽ nhau. Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng mà hai khe đang được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc màu vàng, muốn khoảng vân tăng lên thì ta sẽ thay đổi ánh sáng màu vàng bằng ánh sáng màu nào? Thì chúng ta thấy rằng muốn tăng cái gì đây? Muốn khoảng vân tăng lên thì khoảng vân thì y thì bằng lambda nhân d chia a. Vậy nếu mà khoảng vân tăng thì lambda phải tăng. Lambda tăng thì các em biết rằng ánh sáng á là nó chạy từ là 0,38 micromet đến 0,76 micromet. Đây là đỏ này, này tím này, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nha. Bây giờ màu vàng thì bắt buộc chúng ta phải thay ánh sáng đó, phải có bước sóng dài hơn thì y nó mới tăng được. Vậy là chắc chắn là màu đỏ rồi đúng không? Màu đỏ bước sóng nó dài hơn so với màu vàng, tại vì đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Màu cam cũng được, nhưng mà ở đây không, đề không có màu cam. 25. Trên sợi dây có hai đầu cố định để xảy ra sóng dừng với 6 điểm đứng yên, là 6 nút đó. Tính số nút trên dây là bao nhiêu? Thì 6 điểm đứng yên là 6 cái nút, 6 cái nút không dao động. Câu 26. Một sợi dây hai đầu cố định xảy ra sóng dừng thì bụng sóng là những điểm dao động với biên độ mạnh nhất, gọi là bụng sóng. Câu 27. Trong hiện tượng sóng truyền trên sợi dây khi gặp vật cản cố định thì sóng phản xạ phải ngược pha với sóng tới. Nhớ là vật cản cố định á, thì sóng phản xạ sẽ ngược pha với sóng tới nha. Còn nếu vật cản tự do á, thì sóng phản xạ cùng pha với sóng tới. 29. Dao động nào sau đây là dao động tự do? Dao động tự do của mắt lò xo khi không chịu tác dụng của ngoại lực và là dao động tự do. Dao động tự do chỉ chịu tác dụng của cái lực trọng lực hoặc là lực, người ta gọi lực thế đó, là trọng lực hoặc lực đàn hồi thôi, không có được xét đến lực khác thì gọi là dao động tự do nha các em. Dao động mà không chịu tác dụng của ngoại lực thì gọi là dao động tự do, mà chỉ chịu tác dụng của lực thế thôi, ở đây là lực đàn hồi hoặc là lực đàn hoặc là trọng lực thôi thì được coi như là dao động tự do. Câu A này có ngoại lực rồi nè, lực, có lực ma sát rồi nè, dao động của lò xo giảm sóc là chắc chắn là dao động tắt dần rồi. Câu 30. Sóng điện từ có bước sóng là như thế này. Là loại sóng điện từ nào sau đây? 3 x 10 - 10 m. 3 x 10 - 10 m thì các em chú ý là các em sẽ nhìn thấy của chúng ta là khoảng 0,38 nanomet. Nanomet là 10 - 9 m nha các em, 10 m. Vậy là nó khoảng 10 - 10 m. Là phía dưới đây. Thì khả năng của nó là, nhớ là 0,38 10 - 9 á, mét á, là của ánh tím. Đến 0,76. 76 nhân 10 - 9. Sau đó mới đến hồng ngoại nha. Hồng ngoại là khoảng bao nhiêu? Hồng ngoại lớn hơn thì phải 10 - 8 nha. Đây 10 - 10 là nhỏ hơn nữa. Vậy là tia này là tia tứ ngoại rồi. Đây là khoảng tia tứ ngoại thôi các em. Chưa tới thì ít đâu. Tí là khoảng 10 mũ trừ 10, 12 ha. Nghe tí tứ ngoại. Tí tứ ngoại. Câu 32. Ta quan sát thấy hiện tượng gì khi trên một sợi dây có sóng dừng? Thì chắc chắn là trên sợi dây có những điểm dao động với biên độ cực đại. Trên dây có những điểm dao động với biên độ cực đại và nút sóng là sai nha. Trên dây xen kẽ với những điểm đứng yên là bụng sóng là sai rồi. Tất cả các phần tử dây đều đứng yên là sai. Trên dây có những phần tử dao động với biên độ cực đại là bụng sóng, xen kẽ với những điểm đứng yên là nút sóng, đúng ha. Câu 33. Trong vùng hai sóng kết hợp gặp nhau, những điểm có khoảng cách tới hai nguồn lần lượt là D1, D2 thì sẽ dao động với biên độ nào? Trong vùng hai sóng kết hợp gặp nhau, những điểm có khoảng cách tới hai nguồn lần lượt D1, D2 sẽ dao động với biên độ cực đại khi nào? Ở đây nó không nói hai nguồn như thế nào cả, đề này cái này cũng không rõ ràng. Hai nguồn này đồng pha thì hiệu đường đi bằng số nghiêng bằng bước sóng thì nó sẽ là cực đại
nha. Còn nếu mà hai nguồn ngược pha á, thì hiệu đường đi bằng một số bán nghiêng thì sẽ là cực tiểu. Bán nghiêng là cực đại chứ. Nếu mà ngược pha á, ngược pha thì hiệu đường đi bằng bán nghiêng. Bán nghiêng là cực đại, còn nếu mà hai nguồn đồng pha á, hiệu đường đi bằng một số nghiêng thì là cực đại. Vậy là cái bài này em thấy rằng cái câu này nó không có nói là hai nguồn này nó đồng pha hay ngược pha. Câu này là câu hơi lủng củng nha các em, không chọn. Khả năng là chỉ có hai đáp án này thôi. Nếu mà cùng pha thì em chọn đáp án là B. Còn nếu ngược pha em chọn đáp án A nha. 34. Xét trên mặt nước hai nguồn AB, xét hai bên đề sau. Đường trung trực của AB là cực đại khi hai nguồn cùng pha. Đúng, này đúng nha. Như thầy nói là hiệu đường đi bằng một số nghiêng lambda thì do nó nằm trên đường trung trực rồi thì D2 trừ D1 bằng 0 lambda. Do đó là bằng một số nghiêng lambda, 0 là số nghiêng rồi. Thì đúng nha, này đúng này. Đường trung trực AB là cực tiểu khi vị trí hai nguồn ngược pha, đúng luôn. Vậy là chúng ta thấy một cả hai, một và hai đều đúng hết. Câu 35. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm, hai điểm này phải là gần nhau nhất trên phương truyền sóng nha. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng mà dao động cùng pha chưa đủ nha. Phải gần nhau nhất nữa các em. Trên một phương truyền sóng mà dao động tại đó hai điểm đó cùng pha, gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. Cái này lại là cần, cái này chưa đủ, cái này phải có thêm phương truyền sóng nữa. Đây, câu D nha các em, câu D. 37. Dao động của một chiếc xích đu trong không khí sau khi được kích thích là dao động gì? Chắc chắn là dao động cưỡng bức rồi, bị tác dụng của ngoại lực ha, dao động cưỡng bức. Sóng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 380 micromet đến 760 micromet, hay còn gọi là 0.38 nanomet. Đến 0.76 nanomet. Rồi. Câu 39. Một cái máy cơ khí khi hoạt động sẽ tạo ra dao động được xem như là dao động điều hòa. Vận tốc có phương trình là vận tốc V á, thì bằng trừ A nhân omega nhân sin của omega t. Thì em thấy rằng á, là chỉ bằng A là 3 này, omega là 160 bi nhân 3 và thành là 480 bi nhân cho sin của 160 bi t ha. 400 câu A luôn. 41. Từ vị trí khởi nguồn dao động hay là tâm chấn đó, cái công trình nhà cửa cách xa tâm chấn vẫn có thể bị ảnh hưởng là do gì? Do tốc độ lan truyền sóng địa chấn quá nhanh, sức ép địa chấn khiến các vật tử xung quanh chuyển động, các phần tử vật chất ở tâm chấn chuyển động đến vị trí đó. Các phần tử của tâm chấn chuyển động sai nha, các phần tử nó chỉ dao động tại chỗ thôi. Sóng địa chấn đã truyền năng lượng tới các vị trí này. Từ vị trí khởi nguồn, các nhà cửa cách xa tâm chấn vẫn có thể bị ảnh hưởng là do tốc độ lan truyền, ha? Sóng địa chấn quá nhanh. Đúng rồi. Tốc độ lan truyền sóng địa chấn quá nhanh. Tại vì quá trình truyền sóng cũng là một quá trình truyền năng lượng, nhưng mình phải hiểu được cái ý nghĩa của câu này nè. Sóng địa chấn tất nhiên nó truyền năng lượng, nhưng mà vấn đề là nó truyền năng lượng như thế nào, nó mạnh hay yếu, nó có đi xa hay không, nó có truyền đến những cái nơi xa hay không. Vậy là truyền xa hay gần nó phụ thuộc vào tốc độ lan truyền sóng địa chấn quá nhanh, thì dẫn đến là cái quá trình lan truyền dao động nó diễn ra nhanh. Vì thế mà các phần tử ở xa nó nhận dao động sớm ha, thì do đó nó sẽ bị ảnh hưởng ha. Vậy là từ vị trí khởi nguồn động đất, các công trình nhà cửa cách xa tâm chấn, những cái từ xa này để biết được cái tốc độ lan truyền sóng nó quá nhanh ha. Câu 42. Một cái sóng âm lan truyền trong môi trường A với vận tốc VA, bước sóng lambda A thì khi lan truyền trong môi trường B với VB bằng 2 lần VA thì bước sóng sẽ là gấp đôi lên. Như thầy nói rồi, sóng truyền trong các môi trường là tần số không đổi. Tần số mình rút ra thì bằng V chia F
V chia lambda. Nếu em nhớ không nhớ được công thức này thì chúng ta nhớ là V thì bằng lambda nhân F đi. Chúng ta rút F ra bằng V chia lambda. F không đổi nha. Sóng nó truyền trong các môi trường đều không đổi. Do đó khi V tăng thì lambda sẽ tăng. Làm sao tỷ số này không đổi ra được? Do cái V tăng 2 lần. V tăng 2 lần thì lambda sẽ tăng 2 lần. Nha. Câu B. 43. Khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động chính là chu kỳ á. Chính là chu kỳ dao động. 44. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi mà hai nguồn sáng là hai nguồn kết hợp. Bốn mươi lăm. Dụng cụ nào sau đây không được sử dụng trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khi doan? Lăng kính là dùng để tán sắc ánh sáng để phân tích ánh sáng thôi chứ không phải dùng để mà xảy ra giao thoa nha. Khi cánh tử là hai khe hẹp á, hai khe hẹp. Thước đo độ dài để chúng ta tìm được vị trí vân sáng, vân tối. Đèn laser để chúng ta đưa ánh sáng vào hai khe. 46. Dao động điều hòa là dao động tuần hoàn, trong đó biên độ là sai rồi, không thể nào biên độ biến thiên được. Biên độ dao động là vật hàm sinh là sai. Ly độ dao động của vật là một hàm tan, chắc chắn là câu D rồi. 47. Sóng dừng trên dây được hình thành bởi sóng dừng là sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ trên cùng một phương truyền, đó là phương của sợi dây đó các em. Vậy là mình chọn câu B luôn nha. Lợi ích của hiện tượng cộng hưởng được ứng dụng trong trường hợp nào? Chế tạo là tần số kế để chúng ta đo được cái, thường là ứng dụng để đo được cái tần số của dòng điện xoay chiều. 49. Trong thí nghiệm sau, thí nghiệm được sử dụng để đo bước sóng ánh sáng là đo bước sóng ánh sáng là người ta dùng thí nghiệm khe doan, hay là thí nghiệm doan vị thoa ánh sáng. 51. Một sóng có tần số F truyền khi dây với vận tốc là V, bước sóng là lambda. Lambda thì bằng gì? Lambda thì V chia F, lambda thì bằng V chia F, độ A luôn. 53. Chọn câu đúng. V thì bằng lambda nhân F, vậy lambda sẽ bằng V chia F nha. Sóng là sự lan truyền chuyển động của phần tử trong không gian theo thời gian. Sóng là sự lan truyền, sự truyền chuyển động, hợp lý nha. Là dao động lan truyền trong không gian theo. Sóng là sự truyền chuyển động của các phần tử trong không gian theo thời gian. Sóng là dao động lan truyền trong không gian theo thời gian. Lan truyền dao động. Là dao động được lan truyền trong không gian theo thời gian. Câu này nó đúng định nghĩa trong sách rồi đúng không? Là sự truyền chuyển động, này chuyển động đúng hay là dao động mới đúng? Chuyển động là khác nha. Chuyển động, dao động nó khác. Dao động xung quanh một vị trí đặc biệt đó. 54. Trong chân không thì tất cả sóng điện từ đều lan truyền với cùng tốc độ là 3 nhân 10^8 m trên giây. Đây là tốc độ ánh sáng đó em. Câu D. 55. Để phân loại sóng ngang và sóng dọc thì người ta căn cứ vào phương truyền sóng, phương dao động và phương truyền sóng. Người ta căn cứ vào tốc độ truyền sóng bước sóng. Phương truyền sóng và tần sóng, phương dao động và tốc độ truyền sóng, phương dao động và phương trình truyền sóng và phương dao động. Tốc độ sóng và bước sóng là không được rồi, chúng ta phải căn cứ vào cái phương dao động của phần tử á, so với phương truyền sóng và tần số sóng. Tần số này cũng không căn cứ tốc độ truyền sóng. Cái này là phải phương trình truyền sóng hả? Phải là phương truyền sóng. Phương dao động và phương truyền sóng. Cái đề này nó cũng bị sai. Thầy nghĩ như vậy thôi nha. Câu 56. Trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định đang có sóng dừng với 5 bụng sóng thì số nút trên dây, nghĩa là hai đầu cố định thì nghĩa là không tính ở hai đầu nữa các em, không tính hai đầu. Vậy là trên dây có 5 bụng sóng. Số nút trên dây nhưng mà không tính hai đầu. Vậy 5 bụng sóng thì có 6 nút. Số nút mà không tính hai đầu thì mình trừ đi 2 đi. Thì còn lại là 4 nút thôi nha.
không tính hai đầu cố định, có 4 nút thôi. Đấy. Rồi, chúng ta hoàn thành phần trắc nghiệm rồi đó. Câu 1. Vật di động điều hòa với tần số gốc là omega, lúc t bằng 0 giây vật đi qua vị trí x bằng -2 và có vận tốc là 10 cm, hướng về vị trí biên gần nhất. Hãy viết phương trình dao động. Các em chú ý là hướng về vị trí biên gần nhất nha. À, chúng ta hình dung như này. Đây là cái vĩ đạo chuyển động đi, biên âm này, biên dương này. À, đây là vị trí cân bằng nha. Ở đây bọn mình chưa có biết rằng biên là bao nhiêu hết. Đề không cho vị trí biên. Mà đề cho vị trí ở vị trí x bằng -2 đi, -2 là phía bên này. Các em nhớ nha, -2 mà hướng về vị trí biên gần nhất á, ở vị trí x bằng -2 mà hướng về vị trí biên gần nhất thì phía này là biên gần nhất rồi chứ không phải hướng qua đây nha. Nghĩa là nó vẫn đang hướng theo chiều âm. À, vị trí biên gần nhất. Vậy là vật sẽ ở vị trí lúc t bằng 0, vật sẽ hướng theo chiều âm. Nha. Vậy thầy sẽ tìm biên độ trước nha. Chúng ta sẽ dùng công thức là A bình phương thì bằng x bình cộng V bình trên omega bình. À, chúng ta suy ra A luôn. Vì A dương thì mình lấy căn lên thôi, không có lấy trừ. Căn của x bình cộng V bình chia omega bình. Ha? Lấy A thì căn lên. Căn hai vế đó. Rồi căn của x bình là nhiêu? Đây là -2 tất cả bình là 4 luôn nha. -2 tất cả bình lên là 4. Cộng cho V bình. Các em không cần đổi đơn vị nha. Chúng ta tính A ra sang thì chúng ta để im đi. Là 10 chia cho 5. À, 10 bình chia 5 bình nha. 10 chia 5 được 2, 2 qua 2 là 4, 4, 4 là 8, căn 8. À, căn 8 thì bằng 2 căn 2. Đó. Vậy đây chính là cái biên độ 2 căn 2 cm. Rồi, có biên độ rồi, mình đi tìm cái pha ban đầu nha. Lúc t bằng 0 này. Lúc t bằng 0 ở vật vị trí x bằng -2. Và do nó đang chuyển động về phía biên gần nhất nên nó sẽ là về nó âm. Về âm nha các em, thì mình suy ra. X đó thì bằng A nhân cho cos phi ha. Tại vì các em biết rằng omega t nó bằng 0 rồi. Nha, cái phương trình nó là x bằng A cos omega t cộng phi. Mà do t bằng 0 thì omega t nó bằng 0 rồi, còn cos phi thôi, bằng -2. Thì rút ra được cos phi nha. Cos phi sẽ bằng gì? Cos phi sẽ bằng -2 chia A, chính là -2 chia cho 2 căn 2. Nha, từ đó suy ra phi sẽ bằng. À, các em bấm máy shift code này. Shift code này. Rút gọn số 2 đi, nó còn -1 cho căn 2 nha. Nó ra được 3/4 á. Em nào không nhớ phải bấm thôi ha. À, 3/4 nha. Lấy cộng trừ nha. Vì có đối mà, cộng trừ 3/4. Căn cứ vào cái V này chúng ta lấy nè. Mà V thì bằng -A nhân omega sin omega t cộng phi. Omega t bằng 0 rồi thì bỏ sin phi thôi. Nhỏ không. Do cái dấu trừ này, A nhân omega là dương rồi, dấu trừ thành âm. Âm mà nhân cho dương thì mới ra âm được. Do đó cái sin phi nó phải là dương. Sin phi dương thì dẫn đến phi nó phải dương. Kết hợp lại chúng ta sẽ suy ra được cái phi của nó sẽ nhận giá trị dương, đó là 3/4 nha. À, chỉ làm theo chữ âm thì phi dương á. Vậy chúng ta có phương trình dao động là x bằng A là 2 căn 2 cos omega. Omega đề bài cho là 5 radian hả? 5 t cộng 3/4. Đấy. Được chưa? Chúng ta vào câu số 2. Nêu các bước tiến hành đo tốc độ truyền âm bằng dụng cụ thực hành. Ở đây có trong sách rồi. À, chúng ta đo tốc độ truyền âm bằng dụng cụ thực hành thì các em có thể bố trí tùy ha. Ở đây trong cái đề cương trước thầy cũng đã hướng dẫn câu này rồi. Chúng ta sẽ cần hai cái micro, một cái đồng hồ hiện số, một cái âm thoa, một cái búa gõ và âm thoa. Sau đó chúng ta bố trí thí nghiệm như hình vẽ sau. Chúng ta sẽ gắn đây là micro 1, đây là mic 2, đây là âm thoa, búa cao su. Đây là chúng ta sẽ nối vào một cái đồng hồ hiện số ở đây này. À, đồng hồ hiện số. À, sau đó chúng ta gõ âm thoa thì lúc này cái âm thanh sẽ truyền đến mic 1 thì bắt đầu khởi động đồng hồ.
sau đó âm thanh giờ đến đây thì nó sẽ là khởi động đồng hồ, dừng đồng hồ, do đó chúng ta sẽ đo được thời gian này. Thời gian mà nó sẽ hiện được trên đây chính là thời gian âm thanh chuyển từ mic 1 đến mic 2. Mic 2 chúng ta lấy thước đo chiều dài giữa hai cái mic này. Chúng ta lấy thước, chúng ta đo chiều dài hai cái mic này là xong. Đó mình sẽ có được cái tốc độ truyền âm bằng L chia cho thời gian T. T đo trên đồng hồ hiển số. Thầy tóm tắt sơ ha, các em tự trình bày ra một cái hướng nào đó ha, còn không để các em căn cứ vào sách giáo khoa đó. Này, con lý thuyết là thầy không có này nữa. Hoặc là mình làm thí nghiệm này cũng được. Mình dùng cái kiến thức của mình làm cũng được, chứ không nhất thiết phải giống sách giáo khoa đâu nha. Cái nào mình cảm thấy nó đơn giản thì mình làm, trong sách giáo khoa nó hơi phức tạp một xíu. Là câu 3. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng thì nguồn S phát ra đồng thời hai bức xạ lambda 1 lambda 2, khoảng cách từ hai khe giữa hai khe là 0,8. Khoảng cách từ hai khe đến màng là 24 m, tính khoảng cách từ vân tối thứ 3 của lambda 1 đến vân sáng thứ 5 của lambda 2. Thì bây giờ đồng độ đầu tiên mình sẽ tính đây. Chúng ta tính là tọa độ vân tối thứ 3 ít tối thứ 3. Ít tối thứ 3 thì bằng bao nhiêu? Thì em nhớ là ít tối thứ 3 chỉ 2,5 thôi nha. Chúng ta sử dụng 3 trừ 1/2 lambda d chia a. Ít tối thứ 3 chỉ là 2,5 lambda, 2,5 y thôi. Đây này. Đây, ví dụ như đây là vân trung tâm này. Sáng 1, sáng 2, sáng 3 thì tối 1 này, tối 2 này, tối 3. Giờ đó nó chỉ là 2,5 y thôi, 1 y này. 2 y và lên nửa y nữa thôi, 2,5 y. Em dùng công thức là k trừ 1/2 y nha, hoặc là nếu dùng k cộng 1/2 thì chỗ này là số 2, tùy mình tính là bằng 2,5 nhân lambda d chia a. Lambda là bước sóng ít tối 3, thì ghi là tính khoảng cách từ vân tối thứ 3 lambda 1, tức là chúng ta có là tọa độ vân tối thứ 3 của lambda 1. Nó thì viết sơ ra như vậy nha. Tọa độ vân tối thứ 3 của lambda 1 là 0,42 nhân 10^-6 m nha. Nhân d là khoảng cách từ hai khe đến màng là 2,4 m. Chia khoảng cách giữa hai khe là 0,8 đổi về m là 10^-3. Đấy. Nên bấm thôi. 2,5 thầy trình bày là thầy trình bày sơ qua thôi nha, các em phải nắn nót lại cho thầy hồi ẩu mấy chỗ này đó nha. Ai mà xem kênh thầy biết rồi đó. Nhân 0,42 nhân cho 2,4 0,8. Chỗ này là mình để đi thừa đi. 3,15 các em, 3,15 nhân 10^-3. 3,15 nhân 10^-3. Đây 10^-6 mà chia 10^-3 thì còn 10^-3 nha. Mét thì bằng 3,15 mm. Để tiếp tục, thầy sẽ tính tọa độ vân sáng thứ 5 ha. Chúng ta có là tọa độ vân sáng bậc 5 đó. Thứ 5 cũng được, nhiều lúc mà thứ với bậc cũng không quan trọng lắm đâu. Nhiều nói người nói là cái vân tối là vân tối thứ, vân sáng bậc. Đó là cũng là cái quy ước thôi. Mình tính đúng là được. Rồi. Cũng không có bắt bẻ bắt lỗi nhiều cho nó. Ít sáng à. Đây ghi là ít sáng ha, ít sáng 5 đi ha. Bằng 5, 5 y, 5 lần ra. Là 5 lần 1, 2. Để chị ạ. Thấy không? Lambda 2 là 0,7 nhân 10^-6, d là 2,4, chia a là 0,8 nhân 10^-3 luôn. 5 nhân cho 2,4 nhân 0,7 chia cho 0,8 bằng 10,5 nha, 10,5 mm luôn nha. Đấy. Từ đó các em sẽ có được khoảng cách theo yêu cầu đề bài. Vậy là chúng ta có khoảng cách d sẽ bằng lấy ít sáng 5 trừ cho ít tối 3, 10,5 trừ cho 3,15 bằng 7,35 mm. Đó là khoảng cách giữa vân tối thứ 5 và vân tối thứ 3 và vân sáng thứ 5. Câu số 4. Sóng cơ truyền trong môi trường dọc theo ô ích theo phương trình như sau, tính bước sóng và tốc độ.
thì chúng ta sẽ đối chiếu cái phương trình này, sóng là x bằng a nhân cos của omega t trừ 2 pi x chia lambda. Chúng ta đối chứng với cái phương trình này thì em sẽ có được là omega từ phương trình x bằng 4 nhân cos 40 pi t trừ pi x. Ta suy ra được là omega là bằng 40 pi. Thứ hai là 2 pi x chia lambda thì bằng pi nhân x. Đến đây thầy sẽ rút ra được tần số nha. Omega là bằng 2 pi f, omega bằng 2 pi f. Tính bước sóng chỗ này, mình tính bước sóng chỗ này. Hai bên có chữ ít thì bỏ luôn nha, chữ bi luôn nha. Vậy lambda sẽ bằng gì? Lambda sẽ bằng 2 anh em ha. Tại vì 2 chia 2 bằng 1 nè. Như này lambda bằng 2 luôn. 2 gì đây? Để biết 2 gì thì em nhìn này, x đo bằng xăng nha, x đo bằng xăng. Do đó chỗ này sẽ lambda phải là xăng. Rồi omega bằng 2 pi f, phải tính f ra luôn ha, để tính được cái tốc độ. F sẽ bằng omega chia 2 pi. Bằng 40 pi mà chia 2 pi. Được 20 Hz. Vậy là chúng ta sẽ có được tốc độ thì bằng lambda nhân f bằng 2 nhân 20 bằng 40 cm/giây. Tiếp em câu số 5. Ở đây sóng dừng nha các em, có tần số 10, tốc độ trì sóng trên dây là 100, tính số nút số bụng, quan sát hai đầu cố định, chiều dài là như đây. Rồi đầu tiên các em áp dụng điều kiện sóng dừng, nhưng mà ở đây chú ý là nó kêu tìm số nút và số bụng trên đoạn dây nó nằm sát đầu cố định nha, nằm sát đầu cố định. Bây giờ ở đây là mình có sợi dây này, đây là bao nhiêu điểm cố định này, mấy rung tần số đây, hai đầu cố định rồi. Sóng dừng trên một sợi dây với một đầu buộc vào một điểm cố định ha, đầu còn lại gắn vào cái này. Tốc độ truyền sóng trên đoạn dây là 100, tìm nút và bụng trên đoạn dây nằm sát đầu cố định, trên đoạn dây nằm sát đầu cố định ở đây. Chúng ta sẽ coi như mình sẽ có từ đây đến đây này. Nằm sát đầu cố định, trên đoạn dây nằm sát đầu cố định. Thì bây giờ cho mình dễ hình dung xíu nha. Bây giờ cái nó kêu tính trên cái đoạn dây này này, có bao nhiêu bụng sóng, bao nhiêu nút sóng. Thì đầu tiên á, các em cái hình dung là mình sẽ tính là cái chiều dài của sợi dây á, nó sẽ bằng gì. Nếu là chiều dài này nó cho là bằng 33,5. Từ đây là 33,5 nha các em. Chúng ta áp dụng cái điều kiện sóng dừng như sau. Chiều dài sợi dây sẽ bằng là K nhân 53/2. Nếu mà K 53/2 là phải hai đầu cố định, nhưng mà bây giờ mình chưa có biết được á, nó nằm trên cái đoạn dây này, mình không biết được cái chỗ này là nút hay bụng. Do đó mình cộng thêm một cái đoạn ít nữa. Đây này. Đây là ít nè, từ đây là ít nha, ít nè. Cho nên là K lần bó sóng thì em biết là 1 bó, 2 bó, 3 bó, 4 K bó, K là 3/2 cộng cho khúc ít như này. Vấn đề ít này nó như thế nào? Nếu ít này mà lớn hơn 3/4 á, các em chú ý này, ít mà lớn hơn 3/4 hoặc là bằng thì dẫn đến là sẽ có thêm một cái bụng nữa nha, thêm một bụng nữa. Nó mà lớn hơn thì thêm một bụng nữa, còn nó nhỏ hơn thì lúc này số bụng chúng ta bằng K luôn. Nếu mà nhỏ hơn số bụng chúng ta bằng K luôn nha. Chưa? Nếu mà ít mà nhỏ hơn 3/4 á, thì lúc này số bụng chính là K luôn nha. Với điều kiện này, điều kiện thì ghi lại cái đây nha. Rồi đến đây chúng ta sẽ có là
chúng ta set x ha. Đầu tiên chúng ta sẽ tính cái lambda trước đi. Lambda thì bằng v chia f đúng không? Chúng ta có lambda v chia f. V đề bài cho 100, f là 10. 10 cm. Thì chúng ta thầy sẽ xét là cái lambda chia cho 4 coi bằng bao nhiêu. Lambda chia 4 chính là bằng 2,5. 2,5 nha, 2,5 là 2,5 cm. Nên từ 1 ta suy ra nha, 1 suy ra chính là L bằng là 10 chia 2 được 5K cộng cho X. Mà K phải là số nguyên thì mình sẽ dự đoán K là số nguyên. K là số nguyên thì 5 x 6 30. Này là 2,5 mà 5 6 30 nha, 30 thì thành 5 x 6 đi, 6 cộng cho X bằng 33,5. Suy ra x sẽ bằng 3,5. Từ đây các em thấy rằng x này nó lớn hơn x này nè, nó lớn hơn lambda trên 2 nhưng mà nó nhỏ hơn, lớn hơn lambda trên 4 nhưng mà nó nhỏ hơn lambda trên 2 nha. Nó lớn hơn lambda trên 4 luôn, tại vì lambda trên 4 có 2,5 mà. Lớn hơn lambda trên 4 nhưng nhỏ hơn lambda trên 2. Lambda trên 2 là tới bao nhiêu các em? Lambda trên 2 tới 5 rồi. Do đó là nó sẽ không có vượt qua cái nút luôn, không đến điểm nút luôn, nó chỉ là đếm thêm một bụng thôi nha, chỉ thêm một bụng thôi. Vậy là các em thấy rằng ở đây nó sẽ có là 6 bụng nha, K bằng 6 từ 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 điều kiện này này, x bằng 3,5 này, 5 nên suy ra, nên suy ra x sẽ lớn 5,4 và nhỏ 5,2. X và lớn 5,4 và nhỏ 5,2 thì dẫn đến là trên đoạn dây, trên đoạn dây sẽ có 6 bụng nhưng mà cộng thêm, tại vì x nó lớn 5,4 rồi mình phải cộng thêm bụng nữa, nghĩa thành 7 bụng nha. Có 7 bụng thì sẽ có 7 nút và 7 nút, không có 8 nút nha, tại vì em thấy rằng ngay chỗ này nè, mình có nghĩa là khoảng cách ít này nó chưa đủ bằng một bó, một cái nó chưa đủ bằng một bó sóng, thì do đó mình không thể nào mà thêm một nút nữa nha. Vậy có 7 nút thôi, 7 bụng và 7 nút chứ không phải là 8 nút nha, 7 nút thôi. Vì sao? Vì ít vẫn nhỏ hơn lambda chia 2, vẫn 7 nút thôi, được chưa? Câu 6. Trong thí nghiệm giờ thọ ánh sáng cho A bằng 1, cho D bằng 1 luôn, 1 mét á, sử dụng hai nguồn đơn sắc. Tại vị trí có vòng sáng bậc 12 của lambda 1, ta quan sát được vòng sáng bậc mấy của lambda 2? Thì đầu tiên thầy có là vị trí vòng sáng bậc 12 của lambda 1. Thì viết tắt nha, vị trí vòng sáng bậc 12 của lambda 1 là thầy ghi x 12 lambda 1 sẽ bằng 12 nhân 551 nhân D chia A. Tiếp tục vị trí vân sáng bậc K của lambda 2, ta có vị trí vân sáng bậc K của lambda 2 là, thì ghi là X K lambda 2 sẽ bằng K nhân cho lambda 2 nhân D chia A. Thì đề bài thì các em thấy rằng hai vị trí này trùng nhau này, này tại vị trí bằng 12 lambda 1 quan sát được bậc mấy của lambda 2 thì chúng ta sẽ có là x 12 lambda 1 và câu A nha, bằng x k của lambda 2 thì tương đương 12 lambda 1 d chia A bỏ luôn nha, bằng k lambda 2 thì rút ra được k sẽ bằng 12 nhân lambda 1 chia lambda 2. Lambda 1 là khỏi đổi luôn nha, cùng đơn vị rồi, 500 chia 600 bằng, chỗ này là 12 chia 6 được 2 nhân 5 được 10, cái này bậc 10 nha.
Vậy là tại vị trí vần bậc 12 của lambda 1 nó sẽ trùng với vần sáng bậc 10 của lambda 2. Ha. Em tới kết luận rồi nha. Vị trí vần sáng bậc 12 của lambda 1 trùng với vân sáng bậc 10 của lambda 2. Đấy. Ta qua câu tiếp theo. Nếu thay đổi khoảng cách từ hai khe đến màng một đoạn 20%, khoảng cách từ hai khe đến màng là chúng ta khoảng cách thay D đó bằng 20% khoảng cách ban đầu, nghĩa D phải bằng 20% của cái D ban đầu, nghĩa là bằng 0,2 nhân D, mà D ban đầu là 1 mét, thì 0,2 nhân cho thay đổi một đoạn 20% chứ, thì còn 8%. Thay đổi một đoạn chưa biết là mình thay đổi mình tăng lên hay giảm xuống thì cũng không. Thì khoảng vân tăng thì khoảng vân trùng tăng lên bao nhiêu? Từ từ. Bây giờ nếu thay đổi khoảng cách từ hai khe đến màng một đoạn 20%, khoảng cách ban đầu thì khoảng vân trùng tăng lên một đoạn bao nhiêu? Theo đề bài yêu cầu là tăng thêm một đoạn bao nhiêu, thì dẫn đến là cái D này nó phải tăng lên, tại vì Y bằng lambda D chia A mà nha. Thì em thấy là từ công thức á, là từ công thức này chúng ta có là Y á bằng lambda D chia A. Do đó để mà Y tăng á, Y tăng nha, để Y tăng thì lambda phải tăng, thì D phải tăng lên. Chờ, để Y mà tăng lên á thì D nó phải tăng lên, đúng không? Từ thức này. Do đó thì đề bài chúng ta thấy rằng á, để khoảng vân trùng tăng á, khoảng vân trùng tăng thì D phải tăng. D tăng. Do đó chúng ta có D phải sẽ bằng tăng lên thành 120% của D. Nghĩa là bằng 1,2 lần D, 1,2 mét. Rồi. Chúng ta coi như cái D phải lúc này là 1,2 mét nha. Bây giờ mình sẽ tìm cái khoảng vân trùng. Tất nhiên là nó khoảng vân trùng nó tăng lên 1,2 lần á. Nhưng mà bây giờ mình chưa biết cái khoảng vân trùng bằng bao nhiêu hết, vì không thể nào mình nhân lên được, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ coi khoảng vân trùng. Thì bây giờ mình tìm cái vị trí vân trùng. Như bài trên đó, chúng ta có vân bậc 10 này, 12 này. Nó tìm vị trí vân trùng này. Hai vân trùng nhau này, vị trí vân trùng á, hai vân của hai bức xạ trùng nhau khi chúng ta có x1 bằng x2 hay là k1 lambda 1 d chia a, bỏ d chia a luôn nha. K1 lambda 1 bằng k2 lambda 2. Lúc này thì đưa về tỷ lệ tối giản k1 trên k2 thì sẽ bằng lambda 2 chia lambda 1. Nhớ là làm sao nhân chéo nó bằng nhau nha. Tính chất tỷ thức á, lambda 2 là 600 này, khỏi đổi đơn vị luôn, chia 500 bằng 6/5. Đây là cái tỷ số tối giản này này. Tối giản. Do đó bậc 6 của cái lambda 1 sẽ trùng với bậc 5 của lambda 2. Vậy đó chúng ta suy ra y trùng là khoảng vân trùng á, là khoảng vân trùng. Ví dụ như đây này, phần trung tâm này là bậc 0 của lambda 1 trùng với bậc 0 của lambda 2. Đến đây chính là vân sáng bậc 6 của lambda 1 nó trùng với bậc 5 của lambda 2. Hiểu không? Do đó đây chính là khoảng vân trùng. Tiếp tục có trùng tiếp theo á, vị trí trùng tiếp theo chính là 12 của lambda 1 sẽ trùng với 10 của lambda 2, như là ở câu B này, ở câu A này. Hiểu không? Để vẽ lại cho dễ nhìn này. Vân sáng trung tâm là trùng của hai lambda. Đây này, bậc 6 của lambda 1 nó trùng với bậc 5 của lambda 2. Trùng tiếp theo là 12 của lambda 1 trùng với 10 của lambda 2. Tiếp theo là 18 của lambda 1 trùng với 15 của lambda 2. Chủ nghĩa là mình sẽ lấy bội của 6/5 ra với nhân 1, nhân 2, nhân 3, nhân 4 là, thì lúc này chúng ta sẽ ra được cái khoảng vân trùng. Chỉ là khoảng cách giữa hai vân trùng này, đó, khoảng vân trùng. Nha các em. Rồi, đến đây thì tính được cái y trùng nha. Y trùng thì tính theo cái thằng này nha, thằng của thằng 551 thì nó sẽ bằng là k
bằng 6 lambda 1 d chia a. Đó, chính là từ đây đến bằng trung tâm luôn á. Là 6 lambda 1 d chia a chính là khoảng quang trùng, là khoảng cách từ quang trùng gần nhất với quang trung tâm đó các em. Thì gọi là khoảng quang trùng bằng 6 nhân lambda 1 d chia a. Lambda 1 là bao nhiêu? Lambda 1 là bằng 500 nanomet, là 500 nhân vào mũ trừ 9 mét, nhân d là 1, chia a là 1 nhân mũ trừ 3. Đây, tắm thôi. 6 nhân 500 mũ trừ 9 thì nó ra được là 6 nhân trên 0.5 nhân 10 mũ trừ 6. Không thì bấm vô luôn nha, thì quen rồi thì làm nhanh cho nó nha. 6 nhân 5, 6 nhân 0.5 bằng là nhiêu? Bằng 3. 3 nhân 10 mũ trừ 6 là gọi là 3 mm. À, 3 mm nha. Em không tính nhẩm được thì mình bấm đi nha. Vậy y trùng 3 mm. Vậy nếu mà d phẩy nó bằng 120% của d thì dẫn đến là 2d, thì dẫn đến cái y trùng phẩy nó sẽ tăng lên. Y trùng nha, thì viết y trùng á, y phẩy sẽ bằng khoảng quang trùng sẽ là y phẩy sẽ bằng y phẩy sẽ bằng tăng lên thôi, 1.2 của y thôi, bằng 1.2 nhân 3 bằng 3.6 mm. Rồi, được chưa? Cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Chúc các em thi tốt.